Thưa quý vị, ngày 9 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, sinh năm 1964, ngụ phường 1 thị xã Cai Lậy, cùng 3 người liên quan để điều tra về hành vi có liên quan đến vụ giết người. Bác sĩ Ngưu hiện đang giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 11 tháng 3, bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, thì bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau dùng vật nhọn đâm vào bụng. Dù được đưa đi bệnh viện nhưng bà Mười đã không qua khỏi. Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc, các đối tượng đã thu giữ 50 triệu đồng, một quả lựu đạn, 2 viên đạn cùng các tang vật có liên quan vụ án. Quá trình điều tra, công an xác định bác sĩ Ngưu chính là người đã thuê các đối tượng khác ra tay sát hại bà Mười. Theo thông tin ban đầu là do mâu thuẫn từ việc ghen tuông.